Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ qua, các cấp hội nông dân toàn tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn. Hội nông dân tỉnh đã có những phát triển mạnh mẽ về chính trị, tư tưởng và tổ chức, luôn là lực lượng trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc đổi mới nông nghiệp, nông thôn, liên tục phấn đấu thi đua và giành được nhiều thắng lợi. Phát huy vai trò của tổ chức chính trị xã hội và là lực lượng nòng cốt trong các phong trào nông dân, phát triển kinh tế xã hội. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã làm tốt công tác tuyên truyền đến hội viên nông dân, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tham gia tích cực các phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hội nông dân tỉnh thông qua hệ thống tổ chức hội từ cấp tỉnh đến cơ sở đã tích cực tuyên truyền, làm thay đổi những nhận thức của người dân từ tham gia phong trào đơn thuần cho đến để người dân xác định được là mình là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Mà với nội dung này thì ban chỉ đạo của tỉnh đánh giá rất là cao. Nông dân đã tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn của tỉnh là đóng góp ngày công này, rồi là hiến đất này để tham gia phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện các tiêu chí về xây dựng và bảo vệ môi trường gắn với lại thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Các cấp tổ chức hội nông dân đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt phù hợp với tâm tư nguyện vọng của hội viên. Các phong trào hoạt động hướng mạnh về cơ sở, quan tâm hỗ trợ hội viên nông dân về mọi mặt, coi hoạt động hỗ trợ là một trong những phương tiện, công cụ trực tiếp để thu hút nông dân vào hội, gắn quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên với tổ chức hội. Thực hiện tốt vai trò và sứ mệnh của mình, xây dựng tổ chức hội ngày càng lớn mạnh, phát triển cả về quy mô, tổ chức. Trong nhiệm kỳ thì các cấp hội đã chú trọng đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, phổ biến các cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến hội viên nông dân. Việc xây dựng cái tổ chức hội và kết nạp hội viên được chú trọng, thì trong nhiệm kỳ các cấp hội đã kết nạp được trên 4.500 hội viên mới, nâng tổng số hội viên của toàn tỉnh lên trên 84.600 hội viên. Song song với nhiệm vụ xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh và phát triển hội viên, các cấp hội nông dân đã đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua. Đến nay các phong trào này đã phát triển sâu rộng và có sức lan tỏa mạnh mẽ, như các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu bền vững. Đây được coi là phong trào có ý nghĩa quan trọng trong chương trình xóa đói giảm nghèo ở mỗi địa phương. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội nông dân đã có nhiều sáng kiến và biện pháp cụ thể, chỉ đạo tuyên truyền vận động, hỗ trợ hội viên thực hiện các chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi gắn với thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Các phong trào này đã được các cấp hội viên nông dân tích cực tham gia hưởng ứng. Từ các phong trào này, bình quân hàng năm, toàn tỉnh có trên 600.000 hộ hội viên nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi. Hiện toàn tỉnh có 3.150 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Cái vai trò nòng cốt đó là nông dân để tuyên truyền vận động hội viên nông dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, đặc biệt là phong trào nông dân sản xuất kinh tế giỏi, làm giàu và giảm nghèo bền vững. Từ phong trào này thì bắt đầu xuất phát từ nguồn vốn của ngân hàng chính sách và quỹ hỗ trợ nông dân, thì nhân dân đã thay đổi từ mô hình sản xuất nhỏ lẻ manh mún thành các chi tổ hội nghề nghiệp và liên doanh liên kết để tìm đầu ra. Chính vì thế trên địa bàn huyện Mường Ảng trong nhiệm kỳ qua, trong thời gian qua, từ diện độ nghèo rất cao của tỉnh như xuống bây giờ hơn 30% là hộ nghèo. Người dân đã thay ra đổi thịt và nông thôn có nhiều đổi mới khởi sắc. Nhìn lại chặng đường 5 năm một nhiệm kỳ vừa qua, Hội nông dân tỉnh đã gặt hái được nhiều thành công. Nhiệm kỳ mới lại bắt đầu với nhiều thời cơ nhưng cũng nhiều thách thức. Song với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, Hội nông dân tỉnh tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhằm tiếp tục chinh phục những thành công mới theo đúng tinh thần mà Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Điện Biên lần thứ 10 sẽ đề ra là đoàn kết, đổi mới, hợp tác và phát triển.